Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim di cư trên mọi miền Tổ quốc. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bản đồ bẫy chim đêm bên em lại xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách chọn địa hình cũng như là cách chọn lưới để đánh chim mắt đỏ. Thì đầu tiên thì xin chia sẻ cho anh em là cách chọn địa hình. Thì đối với địa hình thì anh em đánh ở những cái cánh đồng rộng như thế này hoặc là đánh ở cánh đồng hẹp thì là phải có nhiều cái khe dẫn về, dẫn chim về. Ví dụ mình bật loa thì chim nó sẽ tràn về từ những cái khe. Ví dụ trước mặt anh em đang xem đây là một cái khe này. Em zoom lên cho anh em xem. Đó. Đấy, bên trên kia nữa là có một cánh đồng nữa. Đấy, chỗ cái nhà trần người anh em kìa. Đấy là một cánh đồng. Đấy, chỗ đấy nó cũng chứa rất là nhiều chim. Và cái thứ hai nữa, bên đây một khe nữa này. Đấy, khe chỗ nhà trần kia anh em kìa. Đó, qua cái cây dừa đấy. Đấy, qua cây dừa bên trên đấy lại một cánh đồng nữa nhé. Đấy. Thì thế đã được hai hướng chim về rồi. Và một cái hướng nữa đằng sau đây. Đấy, khe này nó ra. Đấy, và tiếp tục ở bên đây thêm hai khe nữa này anh em này. Đấy thì mình sẽ đánh trung tâm ở giữa cánh đồng như thế này. Và cái thứ hai nữa là chọn những cái chỗ nào, ví dụ như là đợt này thì gặt lúa hết rồi thì yên tâm anh em nhé. Có cái búi lau sậy này thì càng tốt anh em này. Đấy thì ban ngày chim nó sẽ về đây. Đấy, những con nào không được thì nó sẽ trốn vào đây và nó đi ăn loanh quanh đây, tối lại bật lên. Đấy còn về cái bãi đánh thì anh em nên đánh như thế này. Đấy, không quay được hình chữ nhật thì anh em quay hai cái bờ đường như thế này. Đấy, thường thường thì anh em đánh đa số là rơi vào tầm khoảng 150 cho tới 200 mét lưới là đánh một bãi là khá là đẹp. Nhưng mà đây là bãi của ông anh trai thì anh ấy chỉ đánh là 100 mét thôi, để chạy hai bên bờ. Đấy thì đánh như thế này thì cái nhược điểm của nó thì chim nó vẫn đi qua cái chỗ chân em để nó phóng tạt ngang sang nhé. Còn nhưng loa bật ở giữa đa số tiếng chuẩn rồi thì nó sẽ đâm trực tiếp vào vặt loa. Đấy, một cánh đây, lưới đây. Lưới nói chung là lưới đánh chim mắt đỏ thì cái thứ nhất là phải cần nhiều thịt. Và cái thứ hai nữa sợi nó phải tư. Và cái thứ ba nữa mắt lỗ làm sao là cho nó vừa tầm. Về cái giống mắt đỏ nó là cái con chim gọi là cái con chim trèo ác nhất trong các loại chim di cư ấy. Đấy thì khi đóng vào lưới thì cái tỷ lệ nó trèo ra khá là nhiều. Nhưng mà anh em chọn những cái mẫu lưới mà chuẩn như bên cơ sở em bán thì cái tỷ lệ rất là ít. Đấy, ví dụ chục con vào thì may nó trèo mất 3 con hoặc là 2 con. Nhưng mà thường thường nếu mà anh em mua phải những cái chỗ mà khu vực người ta không biết ấy, thì người ta sẽ tư vấn cho anh em là ví dụ sử dụng cái lưới mắt đỏ là nó không hợp lý. Đấy, anh em đi đánh là cái tỷ lệ nó trèo rất là cao. Đấy, nhiều anh em lại bảo là tại sao tôi đánh mua lưới về đánh lại không được. Còn về loa đánh mắt đỏ thì anh ấy sử dụng là loa toa. Đấy, loa toa Indo. Đấy, thì anh em có thể thấy đây là loa toa Indo này. Còn nếu mà sử dụng chuẩn của nó thì là cái thứ nhất là cái dòng loa Việt Nam. Đấy, dòng loa Việt Nam thì nó có 10W này. Hoặc là anh em có thể là sử dụng cái dòng loa bát nhôm. Đấy, cái loa bát nhôm mà rất là nhiều video em giới thiệu cho anh em ấy, cái đấy là 5W. Đấy, hàng đấy thì cực kỳ là ok luôn. Còn tiếp đến thì về lưới đây. Đấy, quay sang trực tiếp cho anh em xem lưới này. Đấy, hôm nay cũng là ngày hai mấy rồi. Đấy, cũng chỉ chờ 1-2 ngày nữa là trăng nó xuống rồi là ok thôi anh em. Đấy, trăng nó xuống đánh là rất là dễ thôi. Đây, quay cho anh em xem này. Đây là lưới này. Lưới bây giờ phải sang bờ anh em nhé. Đấy, lưới thì anh em chọn được cho mình cái lưới. Thứ nhất là 4/8 là chuẩn nhất. Không thì anh em có thể là sử dụng là 4/5, 4/6 cho tới là 5/5. Đấy là trong cái ba khổ. Còn lưới này ngoài đánh chằng lịch ra thì anh em có thể là sử dụng là đánh được con nhiều nơi gọi là con rẽ hoa ấy. Đấy, con chằng lịch. Đấy thì anh em có thể là kẹp thêm, đánh thêm. Đây lưới đây, lưới rất là tơ. Lưới này thì em là cơ sở bán hàng thì đây là bán cho anh ấy này. Cái này sử dụng mấy vụ rồi. Đấy bây giờ nó trắng tốt ra rồi, nhà anh đâu có nhuộm đâu. Bởi vì con chim này nó đi là thường thường là tầm 10 giờ đêm bắt đầu nó đi. Rồi tới là tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ sáng nó bắt đầu nó hết. Đấy, còn nào về cái giường này sau khi đánh nữa là phải hạ thấp xuống nữa anh em nhé. Hạ thấp xuống nữa xuống. Đấy anh em chọn đánh làm sao mà cho nó từ dưới mặt đất lên nó rơi vào tầm khoảng 30 phân thôi là đẹp, 30 phân thôi. Đấy bởi vì con chim nó đi tầm thấp, nó không như là ví dụ như trích mi gà hoặc tu hú. Đấy, lưới đây. Đấy. Còn âm ly thì anh em sử dụng cho mình một là con 263, hai là con âm ly Sony 88. Đấy, cũng nhiều cơ sở bán hàng quảng cáo cái con âm ly gì nhỉ? Cái con âm ly tự chế anh em. Cái con đấy thì cái con âm ly tự động ấy. Đấy thì con đấy nó đâu có chỉnh được bát chét chuẩn như là những cái dòng âm ly thông dụng anh em sử dụng đâu. Đấy, anh em nên sử dụng cho mình một là đầu son, hai là 263 là anh em chơi được thôi. Đấy, bây giờ thì bắt đầu bắc loa. Đấy, gọi để cho chim ở những cánh đồng khác nó dồn về. Đấy, mấy ngày hôm nay đánh thì nó được lưu diêu thôi anh ạ, nó không được nhiều. Đấy, phải mai ngày kia thì
hứa với anh em là sẽ ra cái bãi này để quay cho anh em cùng xem. Còn một video thì xin chia sẻ cho anh em cái cách đánh chim mắt đỏ cũng như là cái con chim chẳng nghịch đến đây là kết thúc. Anh em nào xem được cái video thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào mà có nhu cầu mua lưới loa thì anh em liên hệ cho em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.